Toàn xin chào anh chị em đến với kênh YouTube Nhà đất giá rẻ Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận, giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long. Và đây là cảnh quan của cuối miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay. Rất sạch nha, không có cái mã cái mồ nào ở đây hết trơn nha anh chị em mình. Và cái miếng đất ngày hôm nay á, là nó thuộc xã Phú Đức, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long nha anh chị em. Và đây là Toàn đứng ở cuối đất quay ngược ra lộ cho anh chị em mình xem nè. Và đất của mình là lộ nhựa 4m hẳn hoi nha. Và cái đường này là công nhân đi rất là đông, tại bữa nay công chuyện Toàn nhiều quá, Toàn lỡ rồi Toàn ghé đây Toàn quay luôn chứ mà quay nay chủ nhật không có người chứ quay mấy ngày thứ đâu ạ. Là công nhân chạy đường này chặt đường luôn anh chị em mình. Và đất của mình á thì hiện tại là thấp hơn lộ nhựa khoảng 5 tấc nha. Và tổng diện tích của miếng đất ngày hôm nay là được 227m. Hiện trạng là đất trồng cây lâu năm. Cái khu vực này anh chị em mình muốn lên thổ cư thì nó dao động từ 200.000 đến 250.000 một mét vuông nha. Và ngang trước của mình là được 5m9 tấc, ngang sau là 6m, nói chung là nó nở hậu, nở được một tấc nha anh chị em mình. Và hai cạnh dài của đất mình cạnh nào cũng đều là 38m hết nha. Ở đây thì nó có điện, có nước rồi, sẵn sàng ở trên rồi, anh chị em mình có thể là dễ cất nhà lắm nha. Mua đất thì có thể là đất đây khỏi cần lên thổ cư cất nhà cũng được nên anh chị em mình. Nếu anh chị em mình muốn an tâm hơn thì có thể lên thổ cư. Thổ cư khu vực này nó cũng rẻ mà, dòng có 225.000 mét vuông lên 100m cất nhà cũng được, vi vu bình thường. Và kênh YouTube Nhà đất giá rẻ Vĩnh Long Thanh Toàn á, ngày nào cũng có đất có nhà đưa lên để mà giới thiệu đến anh chị em mình hết. Anh chị em mình có nhu cầu thì vui lòng đăng ký, đăng ký nó mới thông báo anh chị em mình. Anh chị em mình không đăng ký thì chờ nó đề xuất thì nó qua những miếng đất tốt thì cũng tiếc cho anh chị em mình, và đồng thời cũng buồn cho Toàn lắm tại mất hết một khán giả. Và nhìn theo hướng camera này của Toàn nè anh chị em mình, anh chị em mình có thể ra ngoài chợ Phú Đức. Đây ra chợ Phú Đức thì 6 phút chạy xe nha, khoảng cách của nó là 3 km, hoặc là về đường huyện Tam Bình đó anh chị em mình. Về Tam Bình thì 26 phút chạy xe thôi, khoảng cách của nó là 14 km, ra đó là đường 909 đó anh chị em mình. Khu vực này thì bà con mình ở cũng rất là đông nha, thưa chừng 50m là có nhà đó anh chị em mình. Và đây là đứng ngoài lộ quay tổng quan vô đất cho anh chị em mình xem nè. Anh chị em mình cất nhà, cái miếng đất này của mình nó sẽ là thuộc hướng đông bắc nha. Và chủ kêu bán với cái giá là 3.500.000 một mét vuông. Giá 3.500.000 mét vuông là giá rẻ khu vực này rồi anh chị em mình. Khu vực này đây bản nhiều lắm, anh chị em cứ vô điện thoải mái. Giá 4.5 triệu, 5 triệu là bình thường nha. Và tương đương hết miếng đất này với cái giá là 794 triệu nha anh chị em mình. Giấy tờ thủ tục chuyển nhượng này bả sẽ bao cho anh chị em mình luôn. Giá này được thương lượng mà nhẹ thôi nha anh chị em mình. Bả cần bán nên bả mới thương lượng nhẹ đó nha. Cái giá này là rẻ khu vực này rồi đó. Cái miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay nó là vậy. Anh chị em mình quan tâm thì vui lòng liên hệ Toàn ha. Còn mà còn mà nhìn theo hướng camera này nè anh chị em, cái hướng này thì anh chị em mình có thể ra ngoài quốc lộ 1A hoặc là ra ngoài khu nghiệp Hòa Phú. Đây ra đó thì 9 phút chạy xe nha, khoảng cách của 5 km. Cầu Cần Thơ thì 36-37 phút chạy xe, khoảng cách của nó là 27 km. Bến xe miền Tây thì 3 giờ nha, khoảng cách của nó là 133 km. Giờ Toàn xin chào anh chị em mình nha.